Như tiêu đề các bạn đã thấy, thì trong video lần này, mình sẽ đề cập đến một kỹ năng mềm mà rất ít người sở hữu và cũng chẳng hề được số đông coi trọng. Trong suốt quá trình học đại học, có một vấn đề mà mình thấy được là mọi người thường xuyên gặp khó khăn trong việc thực hiện chỉnh chu một bài thuyết trình. Ở môi trường đại học, hay xa hơn một chút là môi trường công sở, nơi mà có hàng tá thứ mà bạn cần phải trực tiếp nói ra trước khi mà bị người khác cướp mất cơ hội chứng minh giá trị bản thân. Nơi mà các bạn bắt buộc phải có kỹ năng thuyết phục và trình bày ý kiến để có thể thăng tiến trong sự nghiệp. Ấy vậy mà, khi mà được trao cơ hội tại giảng đường, thì có rất nhiều người lại bỏ qua và sử dụng chúng một cách lãng phí. Vậy thuyết trình nghĩa là như thế nào? Là thuyết phục và trình bày chỉ đơn giản là cách bạn truyền đạt một thông tin cụ thể đến một người khác và thuyết phục họ tin tưởng vào những gì mà bạn đang nói. Vậy tại sao những người thuyết trình kém lại không hề tìm cách cải thiện chúng? Điều này thì mình cho rằng là việc con người không cố gắng thay đổi một khuyết điểm là vì họ cảm thấy điều đó không quan trọng. Hay nói một cách khác, họ không có sự nhận thức đúng đắn và đủ về tầm quan trọng và sức ảnh hưởng của một kỹ năng mềm. Có vẻ như là việc một doanh nhân nào đó có khả năng ăn nói dõng dạc trước đám đông hay là những nghệ sĩ tự tin trình diễn trên sân khấu đã trở thành một điều gì đó hiển nhiên. Để rồi phần còn lại tự huyễn hoặc bản thân là mình không đủ tốt, kỹ năng này không dành cho mình đâu. Bởi vậy họ mới bình thản và để cho cơ hội trôi đi mất, không hề nuối tiếc gì. Vậy mình có phải là một người thuyết trình giỏi ngay từ đầu hay không? Chắc chắn là không rồi. Bản thân mình là một người hướng nội full time luôn. Suốt cả năm nhất, mình chẳng hề chủ động giao tiếp xã hội, giơ tay phát biểu hay là thực hiện một bài thuyết trình nào cả. Tất cả những gì mà mình làm là núp đằng sau hội nhóm và thực hiện công tác hỗ trợ, hậu cần cho đến khi có một ngã rẽ xuất hiện. Ở đầu năm thứ hai, không biết các bạn như thế nào, nhưng mà ở lớp mình thì ở các nhóm thường là sẽ có một bạn chuyên đại diện để thuyết trình cho cả nhóm. Và người bạn ấy đột ngột nghỉ học. Trong nhóm cũng dần xuất hiện những mâu thuẫn, rồi mọi người lần lượt rời đi. Mình bắt đầu công cuộc tâm sự cùng người lạ, khi lang bạc khắp nơi và hợp tác với những con người hoàn toàn mới. Với một người hướng nội mà nói, thì đây thực sự là một khổ ải nhân gian luôn. Mình đã chuẩn bị nền tảng như thế nào? Bước sang tổ đội văn hóa mới, mình tiếp tục thực hiện những công việc hậu cần, nhưng mà mọi chuyện thì không mấy suôn sẻ. Một kịch bản thuyết trình có hay đến đâu, nhưng mà lại thiếu đi một người có thể diễn tả nó, có thể trình bày nó một cách hiệu quả, cũng không thể cứu vãn tình hình được. Đây chính là lúc mà mình nhận ra là người bạn trước kia của mình đã tài giỏi đến nhường nào để có thể truyền đạt một cách tự nhiên tất cả những gì mà mình đã lên kế hoạch. Và không còn người bạn đó, mình phải tự làm thôi. Mình bắt đầu sửa soạn lại một tâm hồn đẹp và đề ra công thức chung cho riêng mình. Thứ nhất, PowerPoint đẹp mắt. Với cách bài trí một PowerPoint, mình hoàn toàn có thể học được trên mạng hoặc là sử dụng những mẫu template có sẵn. Tất cả những gì mình cần là chuẩn bị một tư duy về thiết kế. Kể cả dùng các mẫu có sẵn thì bạn vẫn cần phải chỉnh sửa lại cho phù hợp. Tùy theo chủ đề hay thời gian cho phép mà sắp xếp lại bố cục và điều chỉnh lại các mảng màu cho hợp lý. Các bạn có thể so sánh giữa slide mà mình làm năm 2018 và slide mà mình làm ở trong năm 2019, có thể thấy được một sự khác biệt rất là rõ ràng đúng không? Dưới đây là tổng hợp một số sai lầm mà các bạn sinh viên khi làm slide. Thứ nhất là sử dụng các cặp màu chói lóa, trùng màu. Thứ hai, phông chữ không thống nhất về độ to hay là đậm nhạt. Thứ ba, cố gắng nhồi nhét nội dung lên slide để khỏi phải nhớ. Thứ tư, lẫn lộn giữa văn nói và văn viết trong nội dung truyền tải. Thứ năm, thiếu hình ảnh, video minh họa. Thứ sáu, không xét đến bố cục trên tổng thể. Và theo mẹo quan trọng, ví dụ như là bạn đang muốn tìm hình ảnh minh họa trong một buổi thuyết trình, thì công thức sẽ là từ khóa bằng tiếng Anh cộng PNG hay là vector. Thứ hai, diện mạo chỉnh chu. Ở phần diện mạo, cái mà mình khuyên các bạn cần chú ý đó chính là trang phục của các bạn. Khi mặc những bộ trang phục đẹp
được là ủi thẳng tắp, mang một đôi giày yêu thích đến phòng thi sẽ giúp các bạn nhân 100 lần tự tin đấy. Và trong nhiều trường hợp, trang phục còn làm cho các bạn trở nên uy tín hơn trong mắt người khác. Mình xin trích một câu thoại kinh điển trong bộ phim Catch Me If You Can. You know why the Yankees always win, Frank? Because they have Mickey Mantle? No, it's because the other teams can't stop staring at those damn pinstripes. Watch this. Phim dựa trên một câu chuyện có thật về hành trình lừa đảo và chạy trốn của thiên tài Frank, một thiếu niên đã bỏ nhà ra đi và ký hơn 4 triệu đô ngân phiếu giả bằng cách đóng vai một phi công của hãng máy bay danh giá, một giám đốc khoa nhi và một trợ lý tranh án tại tòa án tối cao khi chưa đầy 19 tuổi. Như các bạn có thể thấy được ở trong phân cảnh này, Frank đã rất xuất sắc lừa được nhân viên FBI, người đã luôn tìm kiếm cậu về quy án, chỉ nhờ một việc là cậu đã khoác lên mình một bộ siêu sang trọng với tâm thế ung dung, tự tin, kể cả khi đối diện với nòng súng. Thứ ba, kịch bản chặt chẽ. Chỉ với hai yếu tố trên là chưa đủ. Một kịch bản chặt chẽ là kim chỉ nam cho các bạn tránh lạc lối khi cao hứng trong một phút thăng hoa. Việc hệ thống những gì mà bạn định nói thành kịch bản cũng giúp cho bạn rất nhiều cho quá trình luyện tập trước khi thuyết trình. Còn với mình, kinh nghiệm đọc gần 300 bộ manga với đủ thể loại và hàng hà sa số các bộ phim điện ảnh trải dài từ Âu, Á, Ấn đã giúp mình có một kho ý tưởng để chuẩn bị một kịch bản thuyết trình, những câu thoại đối đáp tự nhiên hay là những mánh đùa nhỏ nhặt để có thể làm giãn gương mặt của những vị thính giả khó tính. Tuy nhiên, mình không chắc điều này sẽ phù hợp với tất cả mọi người đâu nha. Khi soạn thảo kịch bản, bạn cần sử dụng trí tưởng tượng của mình một cách triệt để, hình dung ra quang cảnh của ngày hôm đó, từ lúc bạn từ từ bước lên bục giảng, bật máy chiếu và bắt đầu lời chào đầu tiên, cho đến khi kết thúc phần trình bày. Tuy nhiên, bạn cũng đừng bám dính lấy kịch bản mà giết chết tính cảm xúc hay là sự tự nhiên trong trình bày của mình nhé. Hãy cứ để những lời văn trong đầu mình tuôn ra, kịch bản chỉ đóng vai trò như là một la bàn nhắc nhở chúng ta sử dụng khi mà bị lệch hướng mà thôi. Còn cách đi đến đích như thế nào thì hoàn toàn nằm ở bạn. Một số mẹo nhỏ như sau. Thứ nhất, soạn nội dung theo từng slide. Slide chào hỏi thì sẽ là gì? Slide dẫn nhập nội dung thì sẽ nói gì? Và nội dung slide 1 đến 5 thì sẽ trình bày điều gì? Khi mở đầu phần thuyết trình, hãy thu hút khán giả bằng hình ảnh, video, câu hỏi hay là một sự tuyên bố nào đó. Và kết thúc phần trình bày bằng một lời kết. Thứ ba, chèn thêm những trò đùa tinh tế vào những ví dụ để thính giả có thể vui vẻ và giảm bớt sự đề phòng với những gì bạn đang nói. Thứ tư, hình dung đến những vấn đề phát sinh. Khi mà bạn đặt câu hỏi, đối phương có thể làm khó bạn. Bạn có thể cân nhắc đến dạng câu hỏi yes or no và phải chắc chắn rằng bạn đã có sự chuẩn bị dù họ có chọn phương án nào đi chăng nữa. Giống như các nhà ảo thuật gia trong Now You See Me, bạn phải cầm trịch được thế trận, trong khi giả vờ rằng phản ứng của bạn trước câu trả lời của khán giả là hoàn toàn ngẫu nhiên. Thứ năm, luyện tập và luyện tập. Cái gì quan trọng phải nói đến 3 lần. Luyện tập phong thái, cử chỉ, tông giọng, gương mặt, ngôn ngữ cơ thể. Bước thứ tư, tâm lý vững vàng. Phải cực kỳ tự tin. Bước lên bục thuyết trình, bạn chính là ngôi sao sáng nhất, là người điều khiển nhịp tim của tất cả mọi người. Cho dù bạn có thực sự là không tự tin đi chăng nữa, thì bạn vẫn cần phải diễn cho mọi người thấy là bạn đang rất tự tin. Bản thân mình là một người hướng nội, nên là cái việc mà đứng lên tiếp xúc với rất nhiều người về cơ bản là đã làm cho mình cảm thấy khó chịu lắm rồi. Và khi hiểu được điểm yếu của bản thân, mỗi lần thuyết trình, mình luôn tự đặt mình vào tâm lý của một chuyên gia, master trong lĩnh vực mà mình đang thuyết trình. Và nhờ đó, mình đã thành công giữ chân được rất nhiều người nghe trong suốt cả buổi thuyết trình. Vững vàng. Trong khi thuyết trình đối với một môi trường đại học, yếu tố đúng sai có thể được lược bỏ. Kiến thức mà bạn trình bày không hoàn toàn phải đúng 100% so với thực tế. Tuy nhiên thì điều đó không hề quan trọng. Điều quan trọng là bạn có thuyết phục được người khác tin vào những gì mà bạn đang nói hay không. Một khi người khác đã tỏ vẻ nghi ngờ về những gì mà bạn đang nói, hãy dập tắt điều đó bằng một sự chắc chắn và quyết đoán. Một số hiệu ứng tâm lý mà bạn có thể áp dụng với người nghe. Thứ nhất, sự mâu thuẫn nhận thức. Ví dụ, thầy giáo cho một câu hỏi với đáp án là A và B. Mặc dù bạn biết chắc chắn là B, nhưng khi các bạn học sinh đầu tiên đứng lên trả lời dõng dạc là A,
và những người tiếp theo cũng vậy, thì đến lượt bạn sẽ có xu hướng là chọn A. Kết luận, con người cảm thấy lo lắng khi có sự mâu thuẫn giữa họ và môi trường ngoại cảnh. Để chấm dứt điều đó, họ thường chọn cách đồng hóa với môi trường đó. Bài học rút ra ở đây, muốn chơi chiêu thì phải cài cắm đồng bọn. Thứ hai, trạng thái tâm lý không bình thường. Trong một bài thuyết trình về kỹ năng mềm, một chủ đề rất là cơ bản, nhưng mình đã chọn cách đưa ra một thông điệp hùng hồn ngay từ đầu để kích thích tâm trí người nghe, đại loại như sau. Những bạn đã đăng ký vào khóa học này, hôm nay có mặt ở đây sẽ không bao giờ hối hận. Bởi vì chúng tôi không chỉ cho các bạn kiến thức để qua môn, những gì mà các bạn học được ngày hôm nay sẽ theo bạn đến cuối đời. Trong bối cảnh tất cả các bài thuyết trình trước đó đều mở màn một cách đơn giản và nhàm chán, thì câu nói của mình đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt và đẩy mọi thứ lên cao trào. Khi vừa dứt câu, hiệu ứng khán giả xuất hiện ngay lập tức. Mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào những gì mà mình sắp nói tiếp theo, những lời bàn tán xì xầm xem người đó là ai. Bài học rút ra ở đây, muốn thu hút sự chú ý thì phải chơi nổi thôi. Thứ ba, hiệu ứng tiến sĩ Fox. Đây là thí nghiệm của ba nhà tâm lý học Naftulin, Ware và Donnelly vào năm 1973. Họ đã mời một nhóm các bác sĩ, nhà tâm lý, nhà hoạt động xã hội, nhà quản lý giáo dục ngồi nghe một bài giảng về chủ đề lý thuyết trò chơi và ứng dụng vào giảng dạy y học. Họ đã giới thiệu rằng bài giảng này được trình bày bởi tiến sĩ Miron đến từ Đại học Y dược Albert Einstein, là học trò của von Neumann, một chuyên gia ứng dụng toán học và hành vi con người, là tác giả của hai quyển sách và rất nhiều bài báo về chủ đề này. Và cuối cùng, buổi giảng kết thúc một cách thành công tốt đẹp. Và điều ngạc nhiên ở đây là không có một chuyên gia nào nhận ra người đang thuyết giảng ở trên kia chỉ là một diễn viên tay ngang được mớm cho những kiến thức cơ bản về lý thuyết trò chơi. Người nghe đã hoàn toàn bị đánh lừa bởi các thủ thuật diễn thuyết, ẩn dụ, kể chuyện, ngôn ngữ cơ thể, thuật ngữ chế, câu nói nước đôi. Những miếng hài được thêm thắt khéo léo để phân tán sự chú ý về chuyên môn. Bài học rút ra ở đây là không quan trọng bạn nói điều gì, quan trọng là bạn làm cho người khác tin vào điều đó. Tổng kết lại, thuyết trình là một kỹ năng cần thiết và các bạn cần phải trau dồi nó. Và mình mong rằng video lần này sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều kiến thức và kỹ thuật để thuyết trình tốt hơn nhé. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spreadroom.com. Mình là Isa. Xin chào và hẹn gặp lại!